Chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Viettel Store. Như đã biết thì khả năng chơi game là một thứ rất quan trọng mà nhiều bạn dùng smartphone ưu tiên tìm kiếm, bởi nó sẽ phục vụ rất tốt cho nhiều anh em game thủ thích try hard với những trò chơi đình đám nhất trên di động hiện nay, cũng như là đi đúng với xu hướng chơi game đang dần dịch chuyển sang mảng di động. Nếu như trước kia chúng ta phải bỏ rất nhiều tiền mới có thể sở hữu được một mẫu điện thoại mạnh mẽ để phục vụ nhu cầu chơi game, thì đến bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể kiếm được một mớ điện thoại trong tầm giá chỉ dưới 7 triệu đồng nhưng đã có thể có được khả năng chơi game rất là tốt rồi. Vậy thì đến hẹn lại lên. Hôm nay Sơn Dâu và những người bạn sẽ giới thiệu đến anh em top 5 chiếc điện thoại trong tầm giá dưới 7 triệu được đánh giá là chơi game ngon nhất trong tháng này, để anh em có thể tìm được chiếc điện thoại tốt nhất cho bản thân. Và cũng đừng quên là các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đang diễn ra hàng ngày trên các hệ thống của Viettel Store trên toàn quốc mà bạn có thể tìm thấy ở đường link bên dưới video. Đầu tiên chúng ta có chiếc Oppo F7. Đây là chiếc điện thoại ăn khách của công ty Trung Quốc trong thời gian đầu năm nay, và với mức giá hiện đang dưới 7 triệu đồng thì F7 vẫn là một lựa chọn sáng giá cho các bạn có nhu cầu chơi game. Máy được tích hợp phần cứng mạnh mẽ với dung lượng RAM lên tới 6GB, bộ nhớ trong 128GB giúp khả năng đa nhiệm tuyệt vời và dư giả để lưu hầu hết các trò chơi nặng nhất hiện nay. Bên cạnh đó thì trái tim của máy là con chip Helio P60, được đánh giá là bước ngoặt về hiệu năng trong tầm giá trung cấp, giúp máy có được khả năng chơi game cực kỳ mạnh mẽ và có thể cân mượt hầu hết các trò chơi nặng đồ nhất mà không mấy khi gặp hiện tượng giật lag. Giá bán của máy tại Viettel Store vào khoảng 6,99 triệu đồng. Tuy nhiên, anh em có thể lấy máy ngay tại Viettel Store với mức giá chỉ 2.097.000 đồng nhờ các chương trình trả góp đầy ưu việt đang được áp dụng tại đây. Đứng thứ hai trong danh sách chúng ta có Nokia 6.1 Plus. Đây là chiếc điện thoại khá là thành công về mặt doanh số của hãng di động Phần Lan, khi đem đến nhiều điểm mạnh về thiết kế này, phần cứng và hiệu năng cũng được đánh giá rất cao. Máy được trang bị phần cứng gồm RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, vi xử lý Qualcomm Snapdragon 636, vừa có khả năng tối ưu hiệu suất rất tốt cùng hiệu năng thực thi khá mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì máy cũng nổi bật với hệ điều hành Android One sạch sẽ, gần như không có rác nên giúp cho khả năng hoạt động ổn định lâu dài. Cùng với việc được cập nhật lên phiên bản Android 9 Pie là những điểm mạnh về phần mềm của Nokia 6.1 Plus so với các sản phẩm khác cùng tầm giá. Nokia 6.1 Plus được bán ra với mức giá chỉ 6,59 triệu đồng và bạn hoàn toàn có thể sở hữu máy ngay với mức giá chỉ 1.977.000 đồng khi áp dụng chương trình trả góp đầy ưu đãi tại Viettel Store. Tiếp theo chúng ta có chiếc Huawei Nova 3i. Đây là chiếc điện thoại mạnh mẽ vừa được Huawei ra mắt và đã ngay lập tức gây chú ý lớn nhờ thiết kế đẹp, mức giá tốt cùng năng lực xử lý được đánh giá là tốt nhất trong tầm giá. Máy được trang bị phần cứng gồm RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB giúp dư giả trong đa nhiệm và lưu trữ trò chơi nặng. Vi xử lý Hi Silicon Kirin 710 cũng mang đến nhiều điểm mạnh. Huawei Nova 3i được bán ra với mức giá chỉ 6,49 triệu đồng và bạn cũng hoàn toàn có thể sở hữu ngay với mức giá chỉ 2.097.000 đồng khi áp dụng chương trình trả góp đầy ưu đãi tại Viettel Store. Đến với cái tên tiếp theo chúng ta có Nokia 5.1 Plus. Thực sự là một sự bất ngờ của thương hiệu Nokia khi mang đến một sức mạnh phần cứng tầm trung và một mức giá cấp thấp chỉ từ hơn 4 triệu đồng cho chiếc Nokia 5.1 Plus. Nhưng bạn sẽ có được một sức mạnh xử lý của một chiếc điện thoại trong tầm giá 7 triệu nhờ con chip Helio P60 mạnh nhất hiện tại của MediaTek. Bên cạnh đó thì Nokia 5.1 Plus cũng được đánh giá cao về nhiều mặt, như là thiết kế nguyên khối này với hai mặt kính đẹp mắt, nếu không muốn nói là đẹp nhất trong tầm giá chỉ hơn 4 triệu đồng hiện nay. Các thông số kỹ thuật chính của thiết bị bao gồm dung lượng RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, camera kép 13 megapixel và 5 megapixel cùng viên pin 3090mAh cho khả năng sử dụng trong vòng 1 ngày mới cần sạc lại. Nokia 5.1 Plus được bán ra với mức giá chỉ 4,79 triệu đồng và bạn hoàn toàn có thể sở hữu máy ngay với mức giá chỉ 1.437.000 đồng khi áp dụng với chương trình trả góp đầy ưu đãi tại Viettel Store. Và cái tên cuối cùng chúng ta có Oppo F7 Yacht. Đúng như cái tên thì F7 Yacht là một phiên bản giá rẻ hơn so với chiếc Oppo F7 đình đám, nhưng không phải vì thế mà công ty lại cắt giảm mạnh về hiệu năng của máy như là nhiều cái công ty khác đã và đang làm, mà thay vào đó thì hiệu năng của phiên bản F7 giá rẻ này vẫn mạnh mẽ và tương đồng với cả bản F7 tiêu chuẩn, với con chip Helio P60 vẫn được giữ nguyên và dung lượng RAM xuống còn 6GB, bộ nhớ trong là 64GB, vẫn rất dư giả để chúng ta đa nhiệm và lưu trữ nhiều dữ liệu, nhưng hiệu năng của máy vẫn rất mạnh. Giá bán của máy tại Viettel Store là vào khoảng 5,99 triệu đồng. Tuy nhiên, anh em hoàn toàn có thể lấy máy ngay tại Viettel Store với mức giá chỉ 1.797.000 đồng nhờ các chương trình trả góp đầy ưu việt đang được áp dụng tại đây. Và vừa rồi là những đề cử nhanh của Viettel Store TV về top 5 mẫu điện thoại trong tầm giá dưới 7 triệu đang được đánh giá là ngon nghẻ nhất về khả năng chơi game mà anh em có thể tìm thấy tại các cửa hàng thuộc hệ thống của Viettel Store trong tháng này. Nếu các bạn cảm thấy video này hay ho và hữu ích thì hãy like video cũng như là ấn subscribe để có thể cùng đồng hành với Viettel Store TV trong những video hữu ích tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.